women, but this time it's business, not pleasure. We have to hang out another time. See you. Xin lỗi em nhá, anh đánh nó rồi. Ui, để em tránh ra. Đấy, để anh đánh nó. Mày dầu biết đi chưa, dầu vừa rồi đi không nổi này. Anh cho phát súng nữa là nhau. Đang bắn vào gái bây giờ con này. Ui. Tao phải dùng ống ống nhằm là con này bắn vào gái chết dở. Mày bắn này. Ôi, dính vào em gái. Đâu? Mày này. Mày này. Nghe chưa? Còn à? Gáy. Em đi kiểu thông thả đấy nhở? Bắn đứng ở đấy. Đứng ở đấy bắn trúng thì giờ mày ôi rồi anh xử lý thằng này không mày. Thằng này không bắn mình à? Đâu mà như nào? Như nào? Xuống tán mấy em mà. Nói để anh bắn. Anh không chỉ biết bắn súng sắt đâu, anh biết bắn súng thịt nữa. Yêu em. Thôi bây giờ anh đang bận công việc nhá. Đó, em này cái ôm đầu này, xong rồi em ơi. Xong rồi. Chết giờ. Úi rồi.
Ông ơi em ơi, nó không còn nữa đâu. À để anh vào đây anh xử tiếp con này. Anh về vào đây là vì công việc chứ anh không, không phải đi chơi. Ui ui ui. Nobody's gonna be partying up in your club anymore. Playboy ain't gonna be happy. What do you mean? He still did business with the gangsters that took over. Screw that. They fucked me. They fucked. Right? Playboy gonna feel that shit. Sure thing, man. Không đi không mở được à? Còn mình đi ra chỗ kia, mình đi ra cổng chính. Quay lại ngắm mấy em nào. Vào vũ trường nào. Anh vừa xử hết bọn bảo kê cho mày. Nào vẫn còn đúng không? Úi giời nằm lăn lóc mày. Nào. Nào các em đâu? Rồi sao mấy đứa này tay khướt hết rồi, chắc tình hay sao, hay là mẹ phá sản ấy à, ngồi chiếm trệ nhỉ. Mày thích ngồi chiếm trệ không? Vũ tay gì mày, thấy anh đến mày vũ tay cái đéo gì vậy, có gì đâu mà nhìn. Ôi mày nhìn cái cột à. Đấy này, cái này nhìn xem này, vẫn ủng đầu này. Đầu này làm ăn gì em? Mày vũ tay đéo đi mày. Ok, thằng này đi đây. Tao chả đi à, mình tắt mẹ nhạc rồi. Tắt nhạc vì sợ bản quyền quá. Tắt nhạc. Ôi cô gái đấy, đúng phải. Toàn thằng mẹ động lực này. Làm việc đi em. Làm việc đi. Tôi sợ đi nhá. Rồi rồi, đi như không có chuyện gì nhỉ. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Uầy, phòng này phòng make up này. Rồi gọi gì tao. Nico, tell me you want you to shut up the strip club in Wuhan. Đúng gì tao đây. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business interest. Damn, son. That ain't cool. Đây này, rửa mặt à? Sức toi à? Có sức toi à? Đâu có rồi. Đây, đi đây. Mày làm tóc à? Đầu gội này. Cổ y tế. Lấy hồ y tế không nhỉ? Mình quay lại rồi. Đâu có, đâu đây cơ. Rồi em kia em chạy đâu rồi. À thằng này vẫn còn ngồi mê kiểu mê. Sao mà nhìn tao à? Cái gì gì? Ngồi cùng cái gì? Rồi rồi rồi. Anh à, ngồi được này, anh em.
ngồi ơ mày em ơi. Mình phải kiếm một cái ly ném vào mặt này. Này rồi mày thích ngồi không, thích ngồi mày kiếm xe không, ngồi ơ không ném được, không ném được. Cầm cái chai này ném bắt đầu này gì. Rồi, không ném được. Thôi chào anh em nhé.